ơn em vì đã cùng anh trải qua trong suốt một quá trình dài và đi đến cái kết của ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Và tương lai thì anh không biết ra sao, nhưng mà anh sẽ cố gắng hiện tại cho em và con những điều tốt nhất. Xin cảm ơn. Trên trời cao đã có công sinh thành ra chúng em và chứng kiến chúng em hạnh phúc ngày hôm nay. Cuộc sống ở Thái Nguyên này cũng như Hà Nội, và hôm nay thì có mặt ở Thanh Hóa để tổ chức hôn lễ này. Mong tất cả các cô dì chú bác thân thiết đã luôn đồng hành cùng với bọn em từ những ngày còn tình yêu con nít xong đến bây giờ, thì trải qua bao nhiêu những cái khó khăn, những cái chông gai chắc trở, thì nhưng mọi người vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ bọn em trong hành trình 12 năm đến với nhau, yêu nhau và ngày hôm nay được nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Trong cái tiết trời mà chuẩn bị sang thu như này thì ở cạnh bên một người mà mình yêu thương, thì dù có đến đồi bạc năng ông thì vẫn luôn cảm thấy ấm áp và em cảm ơn anh, vì đã là một phần trong cuộc sống của em. Em yêu anh.
nhân buổi lễ trọng đại của các con ngày hôm nay, bố mẹ và gia đình cũng rất là vui mừng và hạnh phúc, không biết nói gì hơn. Bố mẹ và gia đình xin chúc các con luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống hiện tại và tương lai sau này. Chúc cho các con hạnh phúc vẹn toàn, vượt ngàn sóng gió mà yêu thương nhau. Chúc mừng tân lang tân nương, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, con đàn trầu đống, bách niên dài lão, đầu bạc răng long. Sau hôn nhân thì cảm thấy thế nào? Hôn nhân đó thì cảm thấy rất là khá, nói chung khá, bạn biết mà đúng không? Khá, khác nhiều lắm. Nhưng mà thực ra là chính vì khác nên là mình mới kiểu trưởng thành hơn rất là nhiều. Nếu có điều kiện thì hãy lấy vợ trước rồi chúng ta cùng xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp. Bởi vì sau lưng người đàn ông thì sẽ luôn có một hậu phương vững chắc. Đấy là mình xin có đôi lời gửi tới mọi người một chút thôi. Xin cảm ơn mọi người. Trong cuộc đời này rất hiếm những cặp đôi mà có thể tìm được nhau sớm đến như vậy. Thì điều này khiến cho mình cảm thấy rất ngưỡng mộ. Và cũng là một thứ mà mình cũng phải học hỏi rất nhiều. Thì mong là các bạn từ nay về sau nữa, sau mãi sẽ luôn luôn hạnh phúc. Càng ngày càng tạo nên được nhiều hạnh phúc hơn nữa. Có một gia đình luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Vậy nhé. Okay. Xin cảm ơn bạn Linh Trưởng rất nhiều. Rất cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các anh chị nhà chung đã có mặt ngày hôm nay, vợ chồng em. Em thực sự rất biết ơn và rất cảm ơn các anh chị đến ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn lần nữa. Dạ. Em xin mọi người một tràng pháo tay được không ạ? Ôm luôn rồi. Ôm luôn. Chúng ta ngày hôm nay. Ôi giời quý vị ạ. À.